AUKUS, đó là một cái tên khác thường. AUKUS, nhưng nó là một thỏa thuận hùng mạnh. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Úc và Anh đã ca ngợi thỏa thuận cung cấp tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân trong nỗ lực lớn nhằm ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. AUKUS có một mục tiêu cao nhất, tăng cường sự ổn định của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh thế giới chuyển mình nhanh chóng. Tại một căn cứ hải quân của Mỹ ở San Diego, Tổng thống Biden hôm 13 tháng 3 đã trình bày kế hoạch AUKUS. Với sự hỗ trợ và phê chuẩn của Quốc hội, bắt đầu từ thập niên 2030, Mỹ sẽ bán 3 tàu ngầm lớp Virginia cho Úc, với tiềm năng bán thêm 2 chiếc nữa nếu cần thiết, qua đó giúp Úc cải thiện vượt trội khả năng dưới biển sớm hơn đến 10 năm so với dự đoán. Theo tuyên bố từ các lãnh đạo, dự án nhiều giai đoạn này sẽ có thành quả là việc Anh và Úc cùng sản xuất và vận hành loại tàu ngầm phát triển tay ba. Cụ thể, tàu dựa trên thiết kế thế hệ mới của Anh, được đóng tại Anh và Úc sẽ trang bị công nghệ tối tân của Mỹ. Một quan chức quốc phòng Úc cho biết dự án này sẽ tiêu tốn của nước này 245 tỷ đô la Mỹ vào năm 2055. Đây là một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ. Lần đầu tiên, ba hạm đội tàu ngầm cùng hoạt động trên cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, dụ cho các đại dương của chúng ta tự do, cởi mở và thịnh vượng trong nhiều thập niên tới. Trung Quốc đã lên án AUKUS là hành động bất hợp pháp nhằm phổ biến vũ khí hạt nhân. Những chiếc tàu này sẽ không được trang bị bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Mỹ làm gì để vượt qua những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc chia sẻ công nghệ cần thiết cho dự án và Washington sẽ mất bao lâu để chuyển giao tàu ngầm. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.